Rồi bài tập tiếp theo chúng ta ứng dụng từ cái bài 18 lá sáng, tuần tự từ trái sang phải, rồi tắt tuần tự từ trái sang phải. Tuy nhiên bây giờ chúng ta làm một cái mạch tương tự ha. Các bạn giả sử chúng ta có 8 led. Như vậy thì mình cũng có chương CLK và mình có chương reset. Hồi nãy chúng ta reset thì mạch nó sáng từ trái sang phải, sau đó nó tắt từ trái sang phải luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái mạch nó có một cái tín hiệu, lựa chọn một cái xung và mình gọi là BTN. Thì khi chúng ta kích một cái xung thì nó đang chạy theo chiều từ trái sang phải, nó sẽ đổi theo chiều từ phải sang trái. Thì cái này chúng ta thay vì làm một cái switch thì đây chúng ta làm một cái xung. Thì để làm được cái xung thì các bạn làm tương tự như cái switch và chúng ta dùng thêm một cái clip lớp T. Như vậy thì khi chúng ta kích xung nó để thay đổi cái mức ở đây thì các bạn sẽ làm một cái clip lớp bên ngoài. Như vậy thì chúng ta lấy cái clip lớp T hôm trước chúng ta ghép vào thôi. Như vậy cái clip lớp T chúng ta đấu chung chương reset và chương D chúng ta đấu lên 1. Còn lại chương CLK là cái chương mà chúng ta kích cái BNT đây. Như vậy BNT chúng ta kích vào đây thì sẽ đổi cái mức logic đây. Như vậy thì lúc này chúng ta lấy cái cắt cái xung này ra, tức là không có lấy từ cái BNT bên ngoài nhưng mà chúng ta đặt nó tên là LR đi, left hoặc right, thì các bạn sẽ kết nối đến đây. Như vậy khi tôi kích một cái xung BTN thì mạch của mình nó sẽ tạo ra tín hiệu 0, từ 0 sang 1 và từ 1 sang 0 thì sẽ làm đảo trạng thái. Như vậy thì trong đây chúng ta thấy nó chỉ khác nhau gì khi chúng ta dịch từ trái sang phải. Từ trái sang phải như thế này thì chúng ta dịch sang đây, dịch sang đây, trên đây và cái ngõ ra nè, chúng ta lấy chúng ta đưa qua cổng nốt, chúng ta đưa vô ngõ vào. Còn khi chúng ta dịch từ phải sang trái thì các bạn làm tương tự như vậy. Chúng ta làm tương tự như vậy, chúng ta dịch từ bên đây xuống bên đây, từ trên đây xuống bên đây, từ bên đây. Và cái ngõ này chúng ta cũng lấy cổng nốt, chúng ta đưa sang đây. Như vậy tùy theo cái chân left hoặc right này mà chúng ta dịch từ trái sang phải hay từ trái phải sang trái. Và chúng ta viết chương trình test, chúng ta vẫn cho một cái tín hiệu reset. Như vậy khi test chúng ta vẫn có reset nè. Tín hiệu của mình là tín hiệu CK, CLK. CLK thì nó là một cái xung liên tục như thế này. Xung liên tục như thế này, CLK. Và cái tín hiệu chúng ta sẽ nhấn một nút, ví dụ chúng ta cho nó từ như vậy thì từ chỗ này chúng ta thấy nó sẽ dịch từ trái sang phải. Chúng ta cho một đoạn, chúng ta lít một nút, chúng ta xem nó có dịch ngược lại không, và chúng ta lít một nút nữa. Như vậy thì chỗ này chúng ta chỉ kiểm tra một lần thôi cũng được. Lít một nút thì đảo lại, lít một nút thì nó đảo lại. Và xung này tương tự, chúng ta có 10 nano giây. Và cái những xung này chúng ta có 10 nano giây. Như vậy cái bài này cũng na ná như cái bài hôm trước thôi. Thì có hai cách. Một là các bạn dùng thêm một cái clip lớp bên ngoài như thế này. Hai là chúng ta, nếu chúng ta làm quen rồi, các bạn có thể ghép cái clip lớp này vào bên trong cái khối xử lý này luôn vẫn được ha. Tại vì thật ra chúng ta kết hợp luôn, chúng ta mô tả bên trong luôn cũng được. Tuy nhiên để mà rõ ràng về cấu trúc thì chúng ta có thể ghép bên ngoài cho nó dễ hiểu. Mình tạo một cái project mới. Left, mình đặt là sequence. Left right đi, LF. Chúng ta đặt tên sao cho mình nhớ là được. Chỗ này chúng ta cũng new project. Ta gọi là left sequence, left right net ha. Rồi chỗ này chúng ta bỏ cái copy đi xuống, xóa này đi. Như vậy thì chúng ta cũng có một cái CLK ngõ vào nè, RS ngõ vào, chúng ta còn một chân left right nè, chúng ta đặt RL. Cái module này nó có điều khiển left right. Như vậy cái module này nó chưa phải là cái module top ha. Cái module top. Và ở đây chúng ta làm tương tự như vậy, nó chỉ khác nhau gì tại vị trí này red bằng, chúng ta kiểm tra thêm điều kiện. Nếu em LR bằng 1 có nghĩa nó dịch sang bên phải bình thường, dịch trái bình thường. Nếu chỗ này thì chúng ta hai chấm có dịch sang phải, như vậy dịch sang phải thì các bạn đem cái này lên, nó dịch sang bên phải
thì cái bit này nó phải nằm ở trên cùng, và cái bit này là bit 0, và ở dưới là nó dịch xuống là còn 7 xuống 1. Đó, chứ các bạn dò lại ha. Chúng ta dò lại như vậy đi, chỉ khác chỗ này. Như vậy nếu tôi muốn thay đổi cái chiều dịch, tôi chỉ cần cho cái LR bằng 1. Chúng ta thiếu dấu chấm hỏi vô này. Cái let write bằng 1, đó là cái câu lệnh điều kiện ha. Rồi. Giờ thiếu cái dấu phẩy ngay cái input anh. Rồi, ok ha. Rồi, check ha. Rồi, chúng ta sai chỗ này. Check lại. À, bây giờ chúng ta tạo thêm một cái file đi, new short. Một cái module chính là module top của mình. Gọi là let sequence chẳng hạn. Mình đặt tên là top cũng đi. Mình cứ đặt tên. Thì cái module này mình có gì? Thứ nhất mình có vào CLK này. CLK RS. Rồi chân gì nữa? À, một cái nút nhấn BTN button và input ha. Ngoài ra mình có 70 Q. Ok. Bây giờ mình ghép thôi. Chúng ta ghép. Mình sẽ lấy, chúng ta lấy cái module led này, chúng ta gắn vào bên đây. À, như vậy chỗ này chúng ta lấy một cái clip lớp hôm trước, clip lớp T hôm trước ha. Để lấy cái clip lớp T hôm trước chúng ta export. Mình tìm xem cái clip lớp T hôm trước mình làm trong cái bài counter UD. Counter load, hình như nó có cái clip lớp T. Nằm trong cái này nó có cái clip lớp T. Chúng ta lấy bỏ ra. Chúng ta cứ lấy bỏ ra. Rồi, ok. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã lấy bỏ ra rồi. Chúng ta xem chúng ta cài đặt. À, như vậy thì chúng ta cài đặt cái clip lớp T này trước. Thì cái phương pháp cài đặt là chúng ta nhớ cái thứ tự này. Hoặc chúng ta không nhớ cũng được. À, nếu không nhớ thì chúng ta cài đặt cái clip lớp T. Chúng ta cài đặt FFT. À, FFT chẳng hạn. Mình cài đặt ví dụ chúng ta có T input này. À, chúng ta sử dụng cái phương pháp này. Thì mình thấy nè. Ví dụ chúng ta kết nối 1.B1. Như vậy thì cái chân T này chúng ta kết nối với chân RS. Chúng ta kết nối với cái chân RS và chân CLK. À, giả sử như chúng ta không cần nhớ thứ tự, chúng ta dùng cái phương pháp cái nó với CLK. À. Rồi ngõ ra Q. Q của mình thì chúng ta kết nối tới một cái tín hiệu, một cái dây đi, chúng ta gọi là dây BTN chẳng hạn. BTN button đi, mình đặt hai cái thôi. Như vậy chỗ này chúng ta khai báo thêm một cái Y. BN button chẳng hạn, BT đi. Đặt tên cho mình dễ nhớ. Thì đó cái clip lớp, chúng ta kết nối cái module led tương tự. Mình copy cái này bỏ xuống ha. Chúng ta kết nối với cái module led tương tự, nó chỉ có tất cả nó đều kết nối chân bên ngoài hết. CNK RLS left right thì chúng ta kết nối với cái chân button. Như vậy chỗ này là chân là BTN và ngõ ra Q thì chúng ta kết nối vô. À, cái BTN này là cái như vậy cái chân CLK của clip lớp chính là cái chân button từ bên ngoài nè. Rồi chúng ta nhấn một cái, rồi ngõ ra của clip lớp là chân BT. Chúng ta lại đưa vào cái chân
vị trí của cái chân BNT của liếp lớp, chân CK của liếp lớp và ngõ ra quy của liếp lớp chúng ta gán với ngõ ra quy bên ngoài. À, xin lỗi, ngõ ra quy của cái mạch đếm này chúng ta gán với ngõ ra quy bên ngoài. À, như vậy thì đó là cách chúng ta cài đặt ha. Nó gọi là glass sequence. Chúng ta đặt tên này. Rồi. Như vậy theo thứ tự. Theo thứ tự ha, chân CLK. À, ví dụ chúng ta sợ sai thì chúng ta cứ kết nối theo không cần thứ tự ha, CLK. Chân RS của nó thì chúng ta cứ kết nối chân RS, thì đây là phương pháp kết nối các bạn không cần theo thứ tự. Chân BT. À, cái chân left hồi nãy chân left right đúng không? Left right. Thì chúng ta kết nối với left right thì mình kết nối với chân BT và quy chúng ta kết nối với quy. Khi chúng ta lưu thì tự động cái này nó sẽ nhảy lên cái top. Rồi. À, như vậy thì cơ bản cái mạch của mình chỉ cài đặt có hai cái module thôi. Một cái module là chúng ta viết một cái mạch ghi dịch trái hay phải được lựa chọn bởi một cái chân left right. Module thứ hai chúng ta dùng để bắt cái nút nhấn và chúng ta tạo ra một cái xung, à, tạo ra một cái mức logic 0 và 1, thì cái module cái phần thứ hai là cái left lớp. À, tương tự chúng ta thử chức năng đó, chúng ta cũng mô phỏng tương tự như cái bài trước, mô phỏng rất nhanh thôi. À, các bạn chỉ tạo cho cái xung reset đầu tiên nè. Như vậy thì chúng ta tạo cho cái xung reset sau 10 giây. À, các bạn tạo luôn cái xung reset ở chỗ này. RS bằng 1. Chúng ta 10 giây và chúng ta cho RS bằng 0. Chúng ta tạo reset chỗ này. Và sau đó các bạn thấy cho 200 đi. Để nó dịch 8 led thì mỗi led 10 chúng ta cho 200. Sau 200 thì các bạn tạo ra một cái xung. À, sau 200 thì chúng ta tạo ra cái xung ở cái chân BTN. Như vậy sau 200 chúng ta tạo ra cái chung xung BTN. BTN bằng 1 và BTN bằng 0. À, chỉ nhiêu đây thôi cũng được ha. À, cần thiết thì sau thêm 200 nữa các bạn tạo thêm một xung nữa. Vì chỗ này chúng ta để chắc thì chúng ta sau 200 giây chúng ta tạo thêm một cái xung BTN nữa. Thì đây là những cái test case mà chúng ta sẽ đề ra. Và chỗ này thì chúng ta đừng quên là chúng ta phải có cái khối để tạo ra xung. Để tạo ra cái xung CLK. CLK bằng đảo của CLK. Và các bạn delay đi 10. Đó, như vậy thì cái này chúng ta làm hoài ha. Chúng ta cũng quen rồi. Ta kiểm tra lại xem mình có gặp lỗi gì không. Khi chúng ta biết nhiều khi chúng ta vô tình chúng ta đặt những cái lệnh bị sai. Rồi. Ok, nó có qua nhìn thì ta kỹ chúng ta xem lại không, chúng ta cứ xem. Rồi ha. À, như vậy chúng ta phân tích thấy đầu tiên vào nó sẽ sáng dần. À, cái này cái bit 7 nằm bên đâu? Bit 0 nè. Thì ban đầu nó sẽ tắt dần do ban đầu cái BTN của mình á, cái nút của mình nó bằng cái biến ngõ ra liếp lớp ban đầu nó bằng 0 cho nên sẽ tắt dần. Nó sáng và nó tắt dần. Tắt dần. Sau đó chúng ta kích một cái thì nó ngược lại. À, tuy nhiên cái này thì nó tắt. À, sáng dần tắt dần. Sau khi nó tắt hết, nó sáng hết. Chỗ này chúng ta thấy nè. À, chỗ này nó ngược lại bên đây. Sáng dần nè. Sáng dần ngược lại nè.
kháng dần theo chiều ngược lại và nó tắt dần. Tuy nhiên chưa đủ thời gian chúng ta kích cái nút nhấn thì nó sẽ là sáng dần theo chiều ngược lại và tắt dần theo chiều ngược lại, thấy chưa? Rồi sau đó chúng ta kích nữa thì xuống thật ra nếu chúng ta muốn xem nữa chúng ta cho cái xung này dài ra, tại vì 100 thì nó chỉ có 10 xung thôi à, cho nên chưa đủ ha. Rồi 100 thì nó chỉ có 5 xung thôi, tại vì một xung ta độ rộng 10 cho nên tổng cộng 20, cho nên các bạn có thể nâng này ra, được chưa? Tuy nhiên chúng ta nhìn sơ này thì chúng ta thấy cái mạch của mình nó đã chạy rồi. Rồi như vậy thì chúng ta đã mô phỏng xong cái mạch sáng dần, tắt dần à, và nó được chọn cái chiều. Cái chiều đó được chọn bởi cái tín hiệu mà chúng ta làm tạo bên trong. Và khi chúng ta nhấn một cái nút thì nó sẽ đổi cái mức logic để tạo cho cái dịch trái hoặc dịch phải. Thì chỗ này chúng ta chỉ chú ý cái phần hai cái câu lệnh mà thầy ghi câu lệnh là sai, có nghĩa chúng ta dịch trái hoặc dịch phải thôi. Ta chú ý chỗ đó thôi, còn lại những cái bài nó cũng na ná như những cái bài trước thôi.